bộ lao động thương binh và xã hội đang nghiên cứu đề xuất chọn một ngày trong năm làm ngày kỹ năng lao động việt nam qua đó tôn vinh người lao động tăng cường tuyên truyền về vị trí vai trò người lao động đào tạo nghề nhằm nâng cao năng suất lao động tăng năng lực cạnh tranh quốc gia Ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam là sự kiện gắn liền với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Động viên người lao động khuyến khích nâng cao kỹ năng nghề, có 11 phương án đang được đề xuất. Chọn Ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam cũng thể hiện sự cam kết, quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, trong đó có phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên.